Tiêu điểm báo chí sẽ tiếp nối chương trình ngày mới. Thưa quý vị, quy định đánh giá học sinh theo phương pháp mới được nhiều chuyên gia đánh giá tích cực, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Vậy tại sao giáo viên, phụ huynh phản đối? Nội dung này vừa được Tuổi Trẻ Online đề cập trong một bài viết đang đăng tải. Theo chia sẻ của một số giáo viên, chia sẻ về lý do ngại đổi mới, nhiều giáo viên ở Hà Nội cho biết cách kiểm tra truyền thống là ra đề, học sinh làm bài trên giấy và chấm điểm dễ làm, dễ hình dung trình độ học sinh qua điểm số. Nhưng hình thức đánh giá theo hướng đổi mới lại mơ hồ hơn, đôi khi khó đánh giá công bằng giữa các học sinh cùng tham gia một nhóm thực hiện dự án học tập hay hoạt động trải nghiệm thực hành. Không kiểm tra đầu giờ, học sinh sẽ lười học bài cũ. Phản ánh trong bài viết trên báo Tuổi Trẻ, nhiều phụ huynh cũng không đồng ý với việc nhà trường đánh giá học sinh qua hoạt động để lấy điểm mà quay về làm bài kiểm tra trên giấy, cho điểm cụ thể thì mới đảm bảo học sinh vượt qua được các kỳ thi chuyển cấp. Một số giáo viên mong muốn các quy định về đánh giá của Bộ Giáo dục Đào tạo cần được cụ thể hóa hơn để tránh việc không công bằng. Việc này cũng giúp giáo viên giảm bớt lúng túng khi phải kết hợp giữa nhiều hình thức kiểm tra đánh giá. Thưa quý vị, nhiều ngân hàng từ Quốc doanh và Thương mại Cổ phần đã nhanh tay công bố lãi suất cho vay để trả nợ ngân hàng khác ở mức khá thấp. So với mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 6 đến 12 tháng hiện nay đang dao động từ 4,7 đến 6,9%, có ngân hàng rao mức cho vay thấp hơn so với lãi suất huy động của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên báo Lao động thì rào cản lớn nhất để dòng vốn tín dụng lưu thông là tài sản đảm bảo cho khoản vay cũng như việc định giá không hề đơn giản. Khi phóng viên báo Lao động hỏi về chương trình vay đảo nợ tại một ngân hàng quốc doanh, thì một số người được tư vấn mức lãi suất ưu đãi 6,8% trong 6 tháng hoặc 7,3% trong năm đầu tiên. Hết thời gian ưu đãi, khoản vay sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi khoảng 10,5%. Tuy nhiên, khi bàn đến câu chuyện tài sản đảm bảo thì lại nan giải. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Ngân hàng Nhà nước nên có chỉ thị thêm để việc cho vay đảo nợ được đơn giản và dễ dàng. Phó giáo sư tiến sĩ cũng đề xuất các ngân hàng có thể dùng thông tin của khách hàng tại trung tâm cơ sở dữ liệu để coi đó là tài sản đảm bảo. Theo một bài viết trên báo Thanh Niên, thiếu hụt kỹ năng sử dụng công nghệ sẽ khiến người trẻ đi chậm lại trong thời kỳ công nghệ số. Nhưng lạm dụng và quá lệ thuộc vào smartphone cũng là điều không nên. Làm thế nào để tận dụng chứ không phải lạm dụng smartphone? Trao đổi cùng phóng viên báo Thanh Niên, một số chuyên gia tâm lý nhận định, việc lệ thuộc vào smartphone được xem là hiển nhiên với người trẻ trong bối cảnh xã hội hiện tại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc quá lệ thuộc vào smartphone sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sống. Các chuyên gia khuyến cáo, hãy tận dụng chứ đừng lạm dụng smartphone một cách quá đà. Thay vào đó, nên tập thói quen, rèn luyện trí nhớ một cách thường xuyên. Và thay vì cứ chăm chú tìm kiếm trên Internet thông qua smartphone, thì hãy chăm đọc sách, tài liệu để tích lũy, ghi nhớ tri thức nhằm ứng dụng vào học tập, công việc, cuộc sống.